Gàng Động Cơ Duy Hải xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ở 3 xã Bảo Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Số điện thoại để quý khách hàng có thể liên hệ qua hai đầu số 0337 01 9191 0974 644 973. Hôm nay bên em lên sóng giới thiệu cho anh em một con máy quy xích của Đức mang nhãn hiệu Atin 021C. Hàng bán nội địa của Nhật nhưng mà hàng này thì sản xuất tại Đức, cam kết hàng Đức. Và hàng này thì anh em có thể đi khai thác được ha. Cơ gia đình thì quá ngon. Xi lanh 40 và mã lực nó tầm 3536cc gì đó. Nói chung sử dụng gia đình thì cũng ok. Còn cưa khai thác thì anh em mới cưa những cái cành mà tầm cây cũng tầm 30-40 đổ lại thôi. Không có ráp được làm xích dài hơn ha. Đó. Con này làm đang năm tấc xích mới. Làm năm tấc mà máy còn khá là đẹp ha. Có hàm rồng mọi thứ đầy đủ ok. Đó. Rất là đẹp. Và đặc biệt nó được sử dụng bằng gạt nhựa như thế này ha. Anh em mở ra. Không sử dụng ốc vít. Là để cho đây là tăng xích này, để cho anh em thuận tiện vấn đề leo trèo trên cây cao, cắt ba rong cành mía nhánh. Một sản phẩm rất là hot của thằng Eptin. Hồi xưa là nó rất là chùm luôn đấy. Về sau này nó ra những cái mẫu nâng cấp hơn nữa là 023, 022 là 250 hiện tại. Ở đây thì nó đời này nó có bơm xăng phụ này và giảm áp giống như một cái trợ lực cho anh em. Đây là bình chứa nhiên liệu này, bộ phận bảng công tắc điều khiển linh tinh rồi đóng e gió ha. Máy là tốt sáng đẹp. Đây. Ok. Để cách khởi động con máy là anh em chỉ cần bơm xăng thôi. Bơm xăng lên. Tắt công tắc để kéo vài cái. Đây cực kỳ tốt. Rồi sau đó anh em bóp hết ga lên, bóp hết ga lên. Đóng cái e xuống tận cùng. Sát xuống và anh em giật. Giật đến khi nào nghe nó ho thôi. Một cái là ho rồi ok, còn hai ba cái ho đến bốn cái ho là không ho, phải hất lên một nhẹ một nước như thế này. Là đang ở nước thứ ba. Em ra tiếp. Tắt máy là hất lên là tắt thôi, còn sử dụng là như thế này là dài thôi. Đó. Rất là tiện dụng. Máy móc thì cam kết đảm bảo với anh em là zin nguyên con, không lai. Và sản phẩm thì được bảo hành 12 tháng bao lột nọc. Mua hàng thì anh em sẽ được tặng kèm buji tiếp mở ruộng cho anh em. Và đây là cân nặng của máy, hơn 5 kg 6 gì đó. À, có xăng có nhớt rồi. Đầu đầy thì nó nặng hơn một chút nữa anh em nhé. Và giá sản phẩm là 3,6 triệu đồng nhưng mà giảm giá 100.000, tính như 3 triệu rưỡi con máy này thôi. 3 triệu rưỡi cho một con máy khá là đẹp ha. Thì hàng này thì em có hai cây, có con đẹp và một con xấu. Thì đây con xấu này thì hơi nó yếu hơn nhé. Đây, hơi nó yếu hơn. Nói chung là máy này tầm khoảng 70% thôi. Con này xấu hơn cũng sản xuất tại Đức này. Nhưng mà cái này khoảng 70% thì bán giá mềm cho anh em thôi. Con này bán thì giá có 3 triệu à. Đó, nhưng mà con kia thì giá chất hơn, chất lượng tốt hơn rất là nhiều, mà đẹp hơn. Mà có hai con anh em mua con nào thì bán con đấy. Đó. Nhưng một con xấu một con đẹp. Còn cái con như này thì chỉ có một mẫu vậy thôi. Em quay video riêng lẻ nên anh em không phải lo suy nghĩ gì ha. Quay chi tiết chỉ cắt kênh cho anh em và anh em con. Rồi, giá bán là 3 triệu rưỡi cho con này. Thì anh em có nhu cầu mua thì cứ liên hệ trực tiếp đặt cọc và chuyển khoản 500.000 thì bên em bao ship, còn đặt cọc thẻ cào 300.000 thì bên em ship hàng cho anh em. Thì cung cấp địa chỉ, số điện thoại rõ ràng thì khi nhận hàng thì anh em kiểm tra và thanh toán thôi. Rồi, cảm ơn anh em theo dõi video. Em có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp ha.